trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là một sức mạnh nội sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu chậm lại do tác động bất lợi của thời tiết đối với các dự án xây dựng hạ tầng và những vướng mắc trong thực hiện các luật. Sơn La đang khẩn trương tìm phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhưng thực tế còn đang rất khó khăn. Thì ở chỗ nào cũng sợ, mưa xuống thì cũng sợ không ngủ được. Bà Phaethomthan Sinawat trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Thái Lan.